tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và tại đây đang diễn ra vòng loại của cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam năm 2017 khu vực miền Nam. Và trong ngày hôm nay có tất cả 22 đội tuyển cùng tham gia thi đấu, nhưng chỉ có 8 đội xuất sắc nhất được bước vào vòng chung kết toàn quốc. Và riêng trường Đại học Lạc Hồng có 6 đội cùng tham gia thi đấu. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua một số hình ảnh của cuộc thi năm nay nhé. Say mê, gọi lòng khao khát. Hãy đến với ước mơ sáng tạo. Hãy đến với niềm vui hoa hồng. Vinh quang trong tầm tay, trái tim và khối óc ta bên nhau xây dựng đất nước. Hãy đến với ước mơ sáng tạo. Hãy đến với trước mắt gọi niềm say mê, gọi lòng khao khát. Hãy đến với ước mơ sáng tạo. Hãy đến với niềm vui hoa hồng. Vinh quang trong tầm tay, trái tim và khối óc ta bên nhau xây dựng đất nước. Hãy đến với ước mơ sáng tạo. Như vậy là vòng loại của cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam năm 2017 khu vực miền Nam vừa kết thúc. Và thật vui mừng khi tất cả các đội tuyển của trường Đại học Lạc Hồng đều xuất sắc lọt vào vòng chung kết được diễn ra tại Ninh Bình vào tháng 5 sắp tới. Vâng, và đây cũng là tin vui cho lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường Đại học Lạc Hồng. Xin chúc cho tất cả các đội tuyển của trường Đại học Lạc Hồng thi đấu thành công trong vòng chung kết sắp tới. Niềm say mê, nỗi lòng khao khát.